gì? Ôi để tất cả ơi chắc là rô phi rồi đó nha, cứ vứt sóng thật chơi 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 sao này chơi cho mất cây hả? Thật mất vứt sao cái cần này nó chụp người ta chào các cụ, chào mừng các cụ đã đến với kênh ký sự câu cá Đắk Nông của chúng em. Tuần này chúng em sẽ tiếp tục trận đấu hồ Sen Hồng, là một hồ tự nhiên nhé các cụ, với 7 cần lăng xê và cái bãi câu mới. Bãi câu này ở trên vị trí thượng nguồn của cái hồ ấy các cụ. Thì hôm qua này trời mưa rất là lớn nên chúng em có suy nghĩ là nó sẽ cá lại sẽ hướng lên trên nó ăn nhiều hơn, nên là chúng em sẽ chọn điểm câu này. Em là Nam và đồng hành với em là anh Lịch. À, mời các cụ cùng câu với chúng em nhé. Chúng ta cùng thả mồi thế nào. Ta đi. Bố mày đón hả? Đấy. Không cách cách cây đấy. Không cách. Không bé thôi. Không to tí nữa chứ. Kia tàu đỡ nắng nha. Câu cần gì ô? Đỡ nắng chứ. Khác nào ô? Ô anh cũng làm đây chứ mấy. Bố ta đòi nhờ. Ok, chúng em đã ném mồi xong. Bây giờ chúng ta chỉ cần nằm và chờ kết quả thôi các cụ. Cái cần số 1 2 3 một hai ba vừa ăn rô phi à? Nhưng mà em nghĩ là khả năng cao là rô phi kêu vậy rồi đó. Sao còn nó không kêu? Rực rỡ chuẩn bị các ăn
gì một kéo hai mất được ạ cụ ạ. Em đoán là con rô phi. Sao mất được, vô lý à. Sắp rồi, sắp rồi. Chuẩn bị đấy ạ. Chuẩn bị lên cá kìa. Ủa mà tâm nó lên nó vô nó cày gớm lắm. Tâm nó cày quá trời đây. À. Ủa mà nó cày một đống tâm như to như cái nông. Chim à? Giật cơ mình. Giật cơ hồn. Chim lo hồn vậy. Cái háng nhỉ. Phát nào mày còn vui hơn là mình ngồi trong ao mày cứ giật liên tục. Sợ giờ đánh gần để hắn. Thôi mày trước nhá. Chú ăn là cá. Anh tấn ra là có cá ở đấy.
lên hạt các cô ơi. Ôi chết rồi. Một em trôi nhá, trôi trắng nhá, đẹp ghê không? Cũng to phết. Em nằm tít ở trên cái cây kìa. Chạy, chân thì đau nữa, chạy mãi mới xuống đến nơi. Để hạ cô. Chiều đó các cụ ạ, chúng em phải rút cần về thôi. Hôm nay là một buổi câu dài nhưng mà không thành công nha các cụ. Bọn em ra cần từ lúc 6 giờ sáng ấy, đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi, là 11 tiếng rồi. Tuy nhiên chỉ được một con trôi trắng, duy nhất một con trôi trắng bằng cổ tay này. Không thành công nha các cụ. Mà các cụ nhớ ủng hộ chúng em bằng một lượt like và đăng ký kênh Ký Sự Câu Cá Đăng Nông nha. Hẹn gặp lại các cụ trong video sắp tới. Đây thành quả một ngày của chúng em đây. Duy nhất một em trôi. Một em trôi trắng. Chứ được 7-8 lạng gì đấy. Đây. Chào cụ nha.